시간이 없어서 알레르 못했어요. 공일랑 컴거 더잔 저는 컴페 컴페란지 컴페 무작 아우건드 잡고나우드 마고 디테용 왜 학교에 안 왔어요? 희민호 이대 왜 학교에 안 왔어요? 다샤 컴넨즈 다샤 컴바 올라 컴디하 대 민거테 자랄라 아파서 학교에 못 왔어요. 아파서 학교에 못 왔어요. 그니까 비비 옴 저는 không đến trường được. 비비 옴 không đến trường được. và câu tiếp theo. 왜 잠을 못 잤어요? 왜 잠을 못 잤어요? 일이 많아서 잠을 못 잤어요. 일이 많아서 잠을 못 잤어요. vì nhiều việc quá cho nên không thể ngủ được. và cái ví dụ cuối cùng ở đây có nghĩa là oddie kayo oddie kayo 시아버님 생신이라서 시댁에 가요. 시아버님 생신이라서 시댁에 가요. có nghĩa là gì? À, đi đâu đấy? À, thì mình nói là đi đến nhà của bố bố chồng là vì sao? Là vì có sinh nhật của bố chồng cho nên chúng tôi đi đến nhà nhà chồng bạn ạ. Đó là cái ví dụ của ngữ pháp thứ nhất. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu ví dụ của ngữ pháp những cái phần ngữ pháp thứ hai đó là gì? Đó là động từ cộng với ư nưng hoặc là niên chi cộng với từ chỉ thời gian cộng với là thời tả thì chúng ta là sẽ diễn tả cái gì? Đó là diễn tả chỉ một thời khoảng thời gian kéo dài từ quá khứ nhất định đến hiện tại, là chỉ một khoảng thời gian kéo dài từ cái khoảng quá khứ nhất định nào đấy đến hiện tại. Các bạn biết rằng hơi khó khi chúng ta khi mình nói mình giải thích như thế cho các bạn, nhưng mà nếu các bạn xem ví dụ thì các bạn sẽ hiểu dễ hiểu hơn. 지금 우리 예문을 좀 알아볼게요. 그 ví dụ thứ nhất đó là gì? 한국에 온지 1년 됐어요. 한국에 온지 1년 됐어요. Có nghĩa là đến Hàn Quốc được một năm rồi. Đến Hàn Quốc được một năm rồi. Có nghĩa là từ khi đến bây giờ thì được. Từ khi đến đến bây giờ thì được một năm rồi. Và câu tiếp theo. 부모님의 편지를 받은 지 일주일 됐어요. 부모님의 편지를 받은 지 일주일 됐어요. Có nghĩa là nhận được thư của bố mẹ đến giờ được một tuần rồi. Có nghĩa là nhận được thư của bố mẹ để được một tuần rồi. Và câu tiếp theo là gì ạ? 한국어를 공부한 지 한달 됐어요. 한국어를 공부한 지한달 됐어요. Có nghĩa là chúng tôi là tôi học tiếng Hàn được khoảng một tháng rồi, học tiếng Hàn được khoảng một tháng rồi. Từ khi bắt đầu học cho đến bây giờ thì được một tháng rồi, có nghĩa là 한국어를 공부한 지한달 됐어요. Và mình vừa giải thích cho các bạn hai cái phần ngữ pháp mà chúng ta vừa học đó là a so, o so, có nghĩa là chỉ là nguyên nhân, lý do vì cái gì đấy. Sau đấy chúng ta có thể sử dụng bằng tiếng, bằng từ, tính từ hoặc là bằng danh từ. Và một cái phần ngữ pháp nữa đó là chỉ ra một cái ân nhân chi thế tả, có nghĩa là chỉ một cái khoảng thời gian xác định trong quá khứ đến hiện tại được bao lâu rồi. Thì các bạn có thể cố gắng học thuộc lòng hai cái phần ngữ pháp này và chúng ta có thể tập luyện tập nhiều cái câu thì chúng ta có thể sẽ phát triển thêm cái phần ngữ pháp mà chúng ta vừa học. Xin mong các bạn có thể sẽ làm được như thế. 여러분, 지금 우리 내용 회화 내용 관련된 문법을 배웠습니다. Từ đấy hồi nãy đến giờ thì mình vừa giải thích những cái phần ngữ pháp liên quan đến nội dung bài học mà chúng ta vừa học. Các bạn ạ, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái phần đọc hiểu.
Những cái phần đọc hiểu này mình hy vọng rằng sẽ giúp được các bạn một phần nào trong cuộc sống khi các bạn sống ở Hàn Quốc. Và bây giờ đây là nội dung liên quan đến cách sử dụng tủ lạnh. Và trước khi đi tìm hiểu nội dung, mời các bạn nghe rõ một lần. 여러분, 지금 냉장고 사용에 관한 내용을 알아볼 거예요. 지금 여러분, 한번 잘 들어보세요. 문을 오랫동안 열어놓지 마세요. 뜨거운 음식을 바로 냉장고에 넣지 마세요. 주위에 있는 식품이 상할 수가 있고 전기료도 많이 나옵니다. 냉장고에 음식을 많이 넣지 않는 것이 좋습니다. 청소할 때는 반드시 전원 플러그를 빼주세요. 여러분, 잘 들어보셨죠? 그리고 잘 들리시나요? Các bạn nghe rõ chưa ạ? Và mình nghĩ rằng chắc là các bạn nghe rõ và sẽ hiểu được phần nào nội dung của bài. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết. Được không ạ? 여러분, 같이 내용을 알아볼까요? Chúng ta thử tìm hiểu nội dung thử xem sao nhé. Bây giờ, thứ nhất, câu thứ nhất là 문을 오랫동안 열어놓지 마세요. Có nghĩa là đừng có mở cửa lâu, đừng có mở cửa lâu. Và câu thứ hai là gì ạ? 뜨거운 음식을 바로 냉장고에 넣지 마세요. Là xin đừng có bỏ gì để vào trong tủ lạnh ngay những cái thức ăn nóng. Có nghĩa là đừng có để vào tủ lạnh ngay những thức ăn nóng. Và câu tiếp theo là gì ạ? 주위에 있는 식품이 상할 수가 있고 전기료도 많이 나옵니다. Có nghĩa là chúng ta đừng có để những thức ăn nóng ngay vào trong tủ lạnh. Vì như thế thì sẽ gì? Là những thức ăn, những cái thực phẩm bên cạnh, xung quanh ở đấy sẽ bị hư hỏng. 상할 수가 있고, có nghĩa là có thể là bị hỏng. 전기료도 많이 나옵니다. Có nghĩa là cái tiền điện cũng sẽ phải trả nhiều đấy. Và tiếp theo là gì? 냉장고에 음식을 많이 넣지 않은 것이 좋습니다. Có nghĩa là gì ạ? Là không nên để gì? Chúng ta đừng có để nhiều cái gì? Đừng có để nhiều thức ăn vào trong tủ lạnh. Đừng có để thức ăn nhiều vào trong tủ lạnh thì sẽ tốt hơn. Tốt hơn là điều đấy. Tốt hơn là không có để, không cho nhiều thức ăn vào trong tủ lạnh, nhiều thực phẩm, thức ăn trong tủ lạnh. Và tiếp theo là gì? 청소할 때는 반드시 전원 플러그를 빼주세요. Có nghĩa là khi mà chúng ta lau chùi, 청소할 때, khi lau chùi thì nhất định, 반드시, nhất định chúng ta phải làm gì? Vứt, phải tháo, phải bỏ cái gì? Cái cắm bộ điện vào, cái cắm điện, rồi chúng ta phải tháo cái cắm điện ra. À, và nhất định phải làm như thế. Đó là nội dung của bài. 지금 우리 질문을 같이 알아볼까요? Cái nội dung câu hỏi là như thế nào ạ? Các bạn chỉ cần tìm cái câu trả lời đúng thì các bạn đánh O và sai thì các bạn đánh S vào. Thì câu thứ nhất là gì? 뜨거운 음식을 바로 냉장고에 넣으면 전기료가 많이 나와요. Có nghĩa là gì? Câu thứ nhất có nghĩa là chúng ta nếu mà chúng ta bỏ vào tủ lạnh ngay thức ăn nóng, là chúng ta mà bỏ ngay những thức ăn nóng vào tủ lạnh thì như thế nào? Tiền điện sẽ phải trả nhiều. Đúng không các bạn? Đúng hay là sai ạ? Mình nghĩ là đúng, cho nên phải là ồ, đúng không ạ? Và câu số 2 là gì? 음식을 많이 넣는 것은 괜찮아요. 음식을 많이 넣는 것은 괜찮아요. Có nghĩa là không sao, phải không ạ? Có nghĩa là chúng ta mà bỏ nhiều thức ăn thì không sao. Bỏ thức ăn vào đâu? Tủ lạnh. Có đúng không các bạn? Theo nội dung thì chúng ta học là như thế nào? Không nên bỏ nhiều, phải không ạ? Không nên cho nhiều. Vậy thì là X. Và câu cuối cùng là gì? 청소할 때 전원 플러그를 빼면 안 돼요.
Có nghĩa là nếu mà chúng ta bỏ tháo cái cấm ổ cấm ra khi chúng ta lau chùi thì như thế nào? Thì không được. Có đúng không bà? Trong nội dung mà chúng ta học là chúng ta phải nên bỏ cái ổ cấm ra, chứ không phải là chúng ta khi không bỏ ổ cấm ra thì không được. Là nội dung như thế nào ạ? Sai vậy không ạ? Và các bạn ạ, từ hồi nãy đến giờ mình đã giải thích cho các bạn tất cả những cái nội dung liên quan đến bài học mà chúng ta vừa học hôm nay. Không biết thì các bạn như thế nào? Và mình hy vọng rằng các bạn sẽ phát triển cái khả năng nói tiếng Hàn của mình nhiều hơn. Và các bạn biết rằng từ nãy, từ khi chúng ta bắt đầu học đến giờ đã được bao lâu rồi ạ? 우리 한국어를 공부한 지 얼마나 됐어요? 우리는 한국어를 공부한 지 두 달 됐어요. Có đúng không các bạn ạ? Chúng ta học tiếng Hàn đến giờ đã được 2 tháng rồi. Và tiếng Hàn của các bạn thế nào? Chắc là khá hơn chứ? Hay là các bạn nói với mình là 한국어는 어려워서 잘 못했어요. 아니요. 한국어는 쉬워요. Các bạn có phải nói với mình là tiếng Hàn khó cho nên là không có giỏi được. Mình nghĩ là không phải đâu, tiếng Hàn dễ lắm mà. Nếu các bạn có thời gian, các bạn thực tập nhiều thì mình nghĩ sẽ tiếng Hàn của các bạn sẽ khá hơn. Và bây giờ đã đến lúc mà chúng ta phải chia tay. Mình phải nói lời chia tay với các bạn. Và mình hẹn gặp lại các bạn vào giờ học sau và bài học sau với những cái phần ngữ pháp mới, với những cái từ vựng mới và những cái điều thú vị hơn. Và bây giờ mình xin chúc các bạn sức khỏe. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ sau. 여러분, 건강하시고 또 다시 만나요. 안녕히 계세요.